Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Bản tin lũ lụt ngày 17 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, Lào Cai thiệt hại nặng nề và người và của do mưa lớn và lũ quét xảy ra vào đêm ngày 16 tháng 9, rạng sáng ngày 17 tháng 9. Thông tin được Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất, làm 10 người chết và mất tích. Trong đó, 2 người chết, 6 người mất tích tại xã Liên Minh, thị xã Sapa, 1 người mất tích tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát, có 1 người chết tại huyện Văn Bàn. Sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Sapa đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại, huy động các lực lượng tại chỗ, nhân dân trong khu vực giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông lâm nghiệp. Đồng thời, khẩn trương kiểm tra rà soát các hộ dân sinh sống ở khu vực sườn dốc, ven sông, suối, khu vực bờ đập hồ chứa thủy lợi, thủy điện có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở, ngập úng để có phương án di chuyển gấp khi cần thiết. Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và thống kê thiệt hại. Trước đó, vào ngày 16 tháng 9, Ban Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã gửi công văn cảnh báo về việc mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Sáng ngày 17 tháng 9, thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, tối ngày 16 tháng 9, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất, làm 10 người chết và mất tích. Tại xã Liên Minh, thị xã Sapa, có 2 người chết, 6 người mất tích do lũ cuốn trôi. Xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát, có 1 người mất tích do lũ cuốn trôi. Tại xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, có 1 người chết do dông lốc làm sập bếp. Ngoài ra, lũ ống cũng cuốn trôi, làm hư hỏng toàn bộ các trại nuôi cá hồi, cá tầm dọc 3 tuyến suối chính, Nậm Pá, Nậm Than, Nậm Cang, nhiều nhà cửa, tài sản khác cũng bị thiệt hại nặng nề. Trong sáng cùng ngày, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng chuyên môn khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Công tác tìm kiếm được thực hiện khẩn trương, cùng với đó, thị xã Sapa cần phân công lãnh đạo trực chỉ đạo công tác tìm kiếm. Các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức công tác thăm hỏi gia đình nạn nhân, ông Trường nhấn mạnh. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và thống kê thiệt hại. Trước đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc, từ đêm ngày 16 tháng 9 đến rạng sáng ngày 17 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại một số trạm như thị xã Sapa, xã Trung Trải 142,4 mm, thủy điện Tà Thàng 118,2 mm, Ô Quý Hồ 82,6 mm, xã Mường Hoa 77,4 mm, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng 109,2 mm, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn 106,6 mm. Các điểm đo mưa còn lại trung bình khoảng 40 đến 55 mm. Mưa lớn đã gây ảnh hưởng thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp tại một số nơi. Thủ tướng chỉ đạo sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm sau vụ lũ quét ở Lào Cai. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và các địa phương tổ chức sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ngày 17 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện số 797 về việc tập trung khắc phục hậu quả lũ quét tại Lào Cai và chủ động ứng phó mưa lũ ở miền núi Trung Du Bắc Bộ. Công điện nêu rõ, những ngày qua, một số địa phương khu vực Bắc Bộ xảy ra mưa lớn với tổng lượng mưa 100-200 mm. Đêm ngày 16 tháng 9 xảy ra lũ ống, lũ quét tại Lào Cai, làm 10 người chết và mất tích. Người đứng đầu chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả đợt thiên tai vừa qua, sớm ổn định lại đời sống cho người dân, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai. Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và các địa phương khác huy động lực lượng tập trung tìm kiếm những người còn đang bị mất tích, cứu chữa những người bị thương, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị nạn, hộ bị mất nhà cửa, hộ nghèo khó khăn.
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, trong đó tiếp tục tổ chức rà soát, di rời, sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu, công điện nêu. Các địa phương cần bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau thiên tai. Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức dự báo, cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin dự báo cảnh báo cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó kịp thời, hiệu quả. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hướng dẫn công tác tổ chức giao thông và đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương phối hợp địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hồ đập, không để xảy ra lũ nhân tạo, lũ quét do ảnh hưởng của đập. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương triển khai công tác ứng phó tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm kịp thời, hiệu quả khi có yêu cầu. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội và nhân dân địa phương đã được huy động để tìm kiếm 4 người mất tích tại xã Liên Minh, thị xã Sapa. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, đến 11 giờ sáng ngày 17 tháng 9, tổng thiệt hại tại các huyện Văn Bản, Bát Sát, thị xã Sapa và thành phố Lào Cai ước khoảng hơn 250 tỷ đồng, có 4 người chết, 5 người mất tích và 5 người bị thương do mưa lũ. Cụ thể, xã Liên Minh, thị xã Sapa có 3 người chết, 4 người mất tích, 5 người bị thương. Xã Làng Giàng, huyện Văn Bản có 1 người chết, xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát có 1 người mất tích. Có 12 nhà ở bị thiệt hại, huyện Văn Bản 5 nhà, thành phố Lào Cai 7 nhà, trong đó có 4 nhà tại huyện Văn Bản bị thiệt hại 50-70%. Có 8 nhà thiệt hại từ 30% trở xuống, 1 nhà tại huyện Văn Bản, 7 nhà tại thành phố Lào Cai. Về cơ sở hạ tầng, có 1 nhà văn hóa thiệt hại 50-70% tại thôn Trường Nam, xã Võ Lao, huyện Văn Bản, quốc lộ 4D, sạt toa ly dương tại xã Trung Trải, thị xã Sapa với khối lượng 100 mét khối. Quốc lộ 279 đoạn qua thôn Nạt Tiềm, xã Làng Giàng, ngập dưới 1 mét, gây ách tắc giao thông cục bộ 2 giờ, hiện đã thông đường. Tỉnh lộ 152B sạt ta luy âm khoảng 50 mét tại thôn Nậm Cang, xã Liên Minh, thị xã Sapa. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, nguyên nhân sơ bộ ban đầu vụ việc được xác định do trên địa bàn thị xã Sapa có mưa lớn đã gây sạt lở, lũ quét, đúng lúc các hộ dân đi kiểm tra khu vực nuôi cá nước lạnh, cá hồi, cá tầm, lũ ập đến nhanh, người dân không kịp chạy thoát. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, ông Phan Phù Sen, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Minh, thị xã Sapa cho biết, hiện có hơn 200 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội và nhân dân địa phương đã được huy động để tìm kiếm 4 người mất tích tại xã, đồng thời hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả trận lũ. Sau khi kiểm tra thực tế vùng lũ, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người thân bị thiệt mạng, mất tích và chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Tỉnh giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tổng Chỉ huy phối hợp với các lực lượng tại chỗ của thị xã và nhân dân địa phương để tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Hiện nay các lực lượng đang chia làm 3 mũi để tìm kiếm. Ông Trường cho hay, Sở Giao thông Vận tải xây dựng Lào Cai đã chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ thực hiện công tác khắc phục dọn dẹp các điểm sạt lở mái ta luy, đất bùn tràn trên mặt đường, khơi thông hệ thống thoát nước đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Sau trận lũ ống làm nhiều người chết và mất tích, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn Sapa. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn thị xã Sapa. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu thị xã Sapa tổ chức rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán, di chuyển những hộ ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Tỉnh Lào Cai yêu cầu thị xã Sapa tăng cường kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công trên địa bàn, thực hiện nghiêm công tác phòng chống thiên tai trên công trường, đồng thời phối hợp với các sở ngành công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng,
chỉ đạo các chủ đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi, các tuyến đường giao thông thực hiện kiểm tra xử lý các khu vực trọng điểm xung yếu. Thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương và người dân trước khi xả lũ để đảm bảo an toàn cho các công trình, khu dân cư tại Hạ Du, thị xã Lào Cai tổ chức lực lượng tìm kiếm nạn nhân bị mất tích, huy động lực lượng phương tiện, thiết bị khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, ra soát, thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại và tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại, kết quả tìm kiếm người bị mất tích theo quy định. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai lưu ý với thị xã Sapa về việc tổ chức lực lượng tuần tra cảnh giới, cắm biển cảnh báo những vị trí ngầm tràn có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét để hướng dẫn người dân phương tiện qua lại đảm bảo an toàn, thông báo cho người dân không nghỉ qua đêm tại lều, lán, nương. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, từ đêm ngày hôm qua đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh có 4 người chết và 5 người mất tích, 5 người bị thương do mưa lũ thiên tai. Đơn vị này cho biết lượng mưa quan trắc được từ 19 giờ ngày 16 tháng 9 đến 8 giờ ngày 17 tháng 9 tại một số trạm như sau: thị xã Sapa, xã Trung Trải 142,4 mm, thủy điện Tà Thàng 118,2 mm, Ô Quý Hồ 82,6 mm, xã Mường Hoa 77,4 mm, xã Gia Phú 1, Bảo Thắng 109,2 mm, xã Sơn Thủy, Văn Bàn 106,6 mm. Các điểm đo mưa còn lại trung bình khoảng 40 đến 55 mm. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, mưa to kéo dài, nước trên các sông, suối dâng cao. Một số hồ chứa vượt ngưỡng, đã có một số nhà máy thủy điện có thông báo xả lũ, đất đã ngấm, no nước, kết hợp mưa tiếp tục xảy ra trong thời gian tới nên hiện tượng sạt lở, sụt lún, ngập úng và lũ quét nguy cơ rất cao. Hình ảnh tan hoang ở Sapa sau trận lũ khiến 10 người chết và mất tích. Trận lũ quét đêm ngày 16 tháng 9 đến sáng ngày 17 tháng 9 tại Lào Cai khiến hơn 10 người chết và mất tích, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi. Đêm ngày 16 tháng 9 đến rạng sáng ngày 17 tháng 9 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa to. Một số nơi mưa rất to như xã Liên Minh, thị xã Sapa, xã Lành Giàng, huyện Văn Bàn, lũ quét và sạt lở đất diễn ra ở nhiều nơi khiến nhiều người chết và mất tích và 5 người bị thương. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên người dân ở thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sapa, Lào Cai. Mưa lũ đánh bật nhiều gốc cây lớn, cuốn trôi đồ đạc của người dân xuống vùng hạ lưu. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, động viên gia đình gặp nạn. Theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, ước tính thiệt hại ban đầu về kinh tế là trên 250 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!